Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang Miss Universe Việt Nam 2024 Tối 14 tháng 9, đêm chung kết Miss Universe Việt Nam 2024 đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Vượt qua những ứng viên nặng ký, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã một lần nữa bước lên ngôi vị cao nhất, giành quyền đại diện nhan sắc Việt dự thi Hoa hậu Hoàn Vũ. Miss Universe 2024 tại Mexico vào cuối năm nay. Cách đây tròn 10 năm, ở tuổi 18, cô gái quê Nam Định Nguyễn Cao Kỳ Duyên từng gây bất ngờ khi vượt qua nhiều đối thủ như Phạm Hương. Huyền My, Diễm Trang, Khánh Vân, Nam Em để đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Giờ đây, sau một thập kỷ, Kỳ Duyên đã dám gác lại danh hiệu Hoa hậu Việt Nam để một lần nữa trở thành thí sinh chinh phục đỉnh cao mới. Bản lĩnh, sự chín chắn và tự tin mà cô tích lũy được trong showbiz đã giúp Kỳ Duyên có những phần dự thi ấn tượng, đặc biệt là phần trả lời ứng xử trong top 3. Kết quả, Kỳ Duyên đã đăng quang Hoa hậu Miss Universe Việt Nam 2024 một cách thuyết phục. Cô cũng là người đẹp đầu tiên hai lần giành được danh hiệu cao nhất ở hai cuộc thi hoa hậu quy mô quốc gia. Danh hiệu Á hậu một Miss Uni vớt Việt Nam 2024 thuộc về Nguyễn Quỳnh Anh, Hà Nội, còn Á hậu hai là Vũ Thúy Quỳnh, Điện Biên.